Và hồi đấy mình đã sai lầm khi mà mình cứ nghĩ là mình leo vào bên trong cái tòa nhà hình chứng vậy, mà mình hồi đấy mình chỉ leo trong cái tòa nhà nhỏ như thế này thôi đó, và kế bên là cái tòa nhà hình chứng, cái tòa nhà hành chính luôn đấy, cái hình chứng này nè. Thì mình thấy cái những cái căn phòng người ta làm việc trong đó là người ta để một cái văn phòng ấy, chứ không có tự do mà để mà vào được đâu. Còn cái kế bên cái tòa nhà mà hình chứng này đó là một cái giống như là một cái quả bóng á đó, và mình hồi nãy mình ở bên trong và mình đã nhầm, mình cứ nghĩ là mình ở trong tòa nhà hình chứng. Trời ơi, rất là tiếc. Đây là đó, các bạn có thể thấy chắc là xa quá, các bạn thấy này, đây là một cái những cái căn phòng bên trong và để người ta làm việc. Mình không rõ là tòa nhà hành chính hay là những cái công ty gì đó, mình không rõ lắm, nhưng mà mình rất tiếc là không thể vào bên trong được, mình chỉ có thể là đi quay xung quanh bên ngoài cho các bạn xem thôi. Đây, mình rất gần, rất sát cái tòa nhà hình chứng này, và các bạn thấy nhìn nó rất là đẹp phải không nào? Đó, mình thấy phía xa xa cả. Đó, mình thấy ở phía đây là phía dưới chân của cái tòa nhà mà hình chứng này. Và mình quay cho các bạn xem này. Đó, cái tòa nhà nó rất là cao luôn. Là mình có thể vào được không ta? Hình như là mình có thể vào được rồi. Để mình đi lại một lần nữa. Hồi nãy là mình đã mắc sai lầm. Rồi rồi.